Edward Theodore Kane, còn được gọi là đồ tể vùng Plainfield, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1906 trong một gia đình có hai người con trai tại hạt La Crosse, bang Wisconsin. Kane là con trai thứ hai của cặp vợ chồng George Philip Kane và Augusta Wilhelmine Kane. Ký ức thời thơ ấu của hắn chỉ xoay quanh lò mổ của gia đình, nơi những con lợn bị giết thịt. Kane có một người anh trai tên là Henry George Kane. Kane và anh trai được nuôi dạy bởi một người cha nghiện rượu và một người mẹ độc đoán. Cả hai anh em đều là nạn nhân của bạo lực gia đình. Người mẹ, bà Augusta Kane, là một tín đồ tôn giáo cuồng tín. Bà ta luôn cố gắng nhồi nhét những bài học tôn giáo vặn vẹo vào tâm trí hai đứa trẻ, rằng thế giới này rất xấu xa. Còn tất cả phụ nữ, ngoại trừ bà ta, bản chất sinh ra đều là gái mại dâm và đều là công cụ tiêu khiển của quỷ dữ. Bà Augusta cũng rất thù ghét chồng mình, một kẻ nghiện rượu lông bông, không có việc làm ổn định. Gia đình Kane trước đó sở hữu một cửa hàng tạp hóa địa phương, nhưng sau đó họ đã bán cửa hàng để về sống biệt lập tại một trang trại rộng 63 hectare tại thị trấn Plainfield, Wisconsin. Mẹ của Kane tận dụng tính biệt lập của trang trại để cấm hai đứa con giao tiếp với thế giới bên ngoài và không được rời khỏi trang trại trừ khi đi học. Ngoài giờ học, Kane dành phần lớn thời gian để làm những việc lặt vặt trong trang trại. Dần dần, mối quan hệ kỳ lạ giữa mẹ và con trai được hình thành. Tại trường học, Kane cũng có những biểu hiện tâm thần bất thường. Hắn ta rất nhút nhát, có những hành vi kỳ lạ, chẳng hạn như phát ra tiếng cười một cách bừa bãi, như thể hắn đang cười với suy nghĩ của chính mình. Mặc dù kém phát triển về mặt giao tiếp xã hội, Kane vẫn học khá tốt ở trường. Cha của Kane qua đời vào năm 1940. Anh trai của Kane là Henry cũng ra đi vào năm 1944. Cái chết của Henry ban đầu được cho là vì ngạt khói khi trang trại của gia đình bốc cháy. Tuy nhiên, một cuộc điều tra diễn ra sau đó cho thấy rằng người anh trai đã chết trước đám cháy. Thi thể của anh cũng có vết thương bầm tím. Các nhà chức trách nghi ngờ chính Ed Kane đã giết hại anh trai, nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra do thiếu bằng chứng. Một năm sau cái chết của anh trai, năm 1945, thêm một bi kịch nữa ập đến với Ed. Mẹ của hắn qua đời. Cái chết của mẹ là một điều khủng khiếp đối với Kane. Hắn ta đã mất đi người bạn cũng như tình yêu đích thực duy nhất mà hắn có. Kane hoàn toàn cảm thấy đơn độc. Sau khi mẹ chết, Kane giữ nguyên hiện trạng những căn phòng mà mẹ hắn ta đã ở, và hắn chuyển tới sống ở một căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp. Thời gian này, Kane bắt đầu đọc những ấn phẩm liên quan đến những kẻ ăn thịt người hoặc những tội ác của Đức Quốc xã, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến người đàn bà lột da người Isaac Cork, được mệnh danh là con quỷ cái ở trại tập trung Buchenwald thời Đức Quốc xã. Cùng việc tiếp xúc với những ấn phẩm lệch lạc khi không còn ai để giao tiếp, Kane nhận ra rằng sự tồn tại của mẹ hắn là điều duy nhất giữ cho hắn tỉnh táo. Khi bà không còn nữa, Kane hoàn toàn bộc phát bản năng bệnh hoạn của mình. Sáng 16 tháng 11 năm 1957, chủ cửa hàng cơ khí tên Bernice Warden ở Plainfield, Wisconsin biến mất. Một người dân báo cáo chiếc xe tải của Bernice đã được lái ra từ phía sau tòa nhà vào khoảng 9 giờ 30 sáng. Con trai của Bernice, phó cảnh sát trưởng Frank Warden, bước vào cửa hàng khoảng 17 giờ và thấy quầy thu ngân đang mở, có vết máu trên sàn. Frank Warden nói với các nhà điều tra rằng vào buổi tối trước khi mẹ anh ta mất tích, Ed đã đến cửa hàng và hẹn quay lại vào sáng hôm sau để lấy một bình chất chống đông. Phiếu bán hàng là biên lai cuối cùng được Bernice viết vào buổi sáng bà biến mất. Vào tối cùng ngày, Ed bị bắt tại một cửa hàng tạp hóa ở West Plainfield và cảnh sát được lệnh khám xét nơi ở của Ed. Khi đột kích vào trang trại hẻo lánh của Ed để tìm kiếm Bernice, cảnh sát không bao giờ có thể tưởng tượng được những gì sắp phát hiện ra. Trong một nhà kho thuộc khu đất của Kane, cảnh sát tìm thấy thi thể không đầu của Bernice bị treo ngược phần thân lên xà nhà để xẻ thịt. Đầu của bà được tìm thấy trong một chiếc bao tải, còn trái tim được đặt trong một chiếc túi nhựa gần bếp lò. Bà đã bị bắn bằng một khẩu súng trường và bị cắt xẻ thịt ngay sau khi chết. Lục soát căn nhà của Kane, cảnh sát tìm thấy những thứ kinh hoàng hơn họ tưởng tượng. Những khúc xương người và các mảnh xương vỡ, một cái sọt rác làm bằng da người, một vài cái ghế được bọc lót da người, đầu lâu tại giường ngủ, hộp sọ của phụ nữ, một số hộp sọ đã bị cắt gọt, những cái bát ăn làm bằng sọ người, áo nịt ngực, quần tất làm bằng da người,
mặt nạ làm từ da đầu phụ nữ, 9 cái âm đạo của phụ nữ được đặt trong hộp giày, thắt lưng làm từ núm vú của phụ nữ, 4 chiếc mũi người, 1 cặp môi người buộc trên dây rút cửa sổ, chụp đèn làm từ da mặt người, nhưng ngón tay người nằm rải rác. Khi bị thẩm vấn, Kane nói rằng trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1952, vào ban đêm, hắn ta đã có 40 lần ghé tới ba nghĩa trang trong khu vực để khai quật những thi thể mới được chôn cất. Kane nói rằng những lần đó hắn đều mất nhận thức và đào những thi thể lên trong trạng thái không tỉnh táo. Trong 40 lần tới nghĩa trang, có 30 lần Kane đã kịp tỉnh táo và có lại nhận thức, đặt lại các thi thể vào chỗ cũ, lấp đất ngăn nắp và trở về nhà tay không. Và khoảng 10 lần còn lại, Kane thú nhận đã đào xác 9 người phụ nữ trung niên có dáng vóc giống mẹ hắn ta, mang về nhà, lột da họ để làm vật dụng cá nhân. Sau khi mẹ chết, Kane đã bắt đầu tiến hành tạo một bộ đồ phụ nữ để hắn ta có thể trở thành mẹ mình, chui vào làn da của người khác theo đúng nghĩa đen. Kane phủ nhận việc quan hệ tình dục với những thi thể mà hắn đã khai quật vì chúng có mùi quá kinh tởm. Đáng chú ý là sau gần ấy năm kể từ khi bà Auguste mất, Ed vẫn còn giữ xác của mẹ mình nằm trên giường. Sau khi bị bắt, Ed Kane chỉ thừa nhận đã giết hại hai phụ nữ địa phương. Ngoài chủ cửa hàng cơ khí Bernice Warden, Kane thú nhận đã bán Mary Hogan, một chủ quán rượu đã mất tích 3 năm trước đó. Đầu của Mary Hogan cũng được tìm thấy trong nhà của Kane, và hắn ta nói rằng bản thân không có nhận thức trong lúc giết Hogan và cũng không nhớ nạn nhân đã chết như thế nào. Mặc dù chỉ thừa nhận sát hại hai phụ nữ, Kane cũng được cho là nghi phạm của một số vụ án chưa được giải quyết khác ở Wisconsin, bao gồm vụ mất tích vào năm 1953 của một bà mẫu tên Evelyn Hartley. Trong khi thẩm vấn, cảnh sát trưởng Ashley được cho là đã hành hung Ed Kane bằng cách đập đầu hắn ta vào tường. Do đó, lời thú tội ban đầu của Kane đã bị tòa án từ chối. Ashley chết vì suy tim vào năm 1968, ngay trước phiên tòa xét xử Kane. Người thân của Ashley nói rằng anh ấy đã bị tổn thương tinh thần nặng nề khi chứng kiến tội ác của Kane. Cùng với đó là việc phải thú nhận đã hành hung Kane trong lúc thẩm vấn đã khiến anh ta bị suy tim. Ngày 21 tháng 11 năm 1957, Kane bị buộc tội giết người cấp độ 1. Tại phiên tòa, Kane đã không nhận tội với lý do không có nhận thức trong lúc phạm tội. Kane được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, đặc trưng bởi những hoang tưởng, ảo tưởng và hành vi thiếu tổ chức, cảm xúc thờ ơ, thiếu hụt về nhận thức và rối loạn chức năng nghề nghiệp xã hội. Kane đã được gửi tới bệnh viện Central State dành cho các tội phạm tâm thần, nay là viện cải huấn Dodge. Sau đó được chuyển đến bệnh viện Mendota State ở Madison, Wisconsin. Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 1968 và kéo dài một tuần. Một bác sĩ tâm thần đã làm chứng cho Kane rằng hắn ta không biết việc giết Bernice Warden là vô tình hay cố tình. Kane nói rằng khi đang kiểm tra một khẩu súng trong cửa hàng của Warden, khẩu súng đã vô tình nổ và giết chết nạn nhân. Kane nói rằng hắn ta không có chủ đích nhắm khẩu súng vào Warden và cũng không nhớ những điều xảy ra vào sáng ngày hôm đó. Sau đó, Kane được thẩm phán phán quyết là vô tội vì mất nhận thức. Hắn ta đã dành toàn bộ phần đời còn lại trong viện tâm thần. Trong lúc chờ xét xử, nhà của Kane đã bị thiêu rụi mà không rõ lý do. Khi biết tin về vụ việc, Kane nhún vai và thản nhiên đáp: "Vậy cũng tốt mà." Chiếc xe Ford mà Kane từng dùng để chở các thi thể nạn nhân đã được bán đấu giá công khai $760, tương đương $7,100 vào năm 2021. Kane qua đời tại bệnh viện tâm thần do suy hô hấp vào năm 1984, thọ 77 tuổi. Kane được chôn cất giữa mộ của cha mẹ và anh trai. Bia mộ của hắn ta sau đó đã bị đánh cắp. Sau khi tìm thấy, tấm bia mộ này đã được cất giữ tại sở cảnh sát. Ed Kane là kẻ sát nhân bệnh hoạn đời đầu tại Hoa Kỳ. Khi những vụ án của hắn diễn ra vào năm 1947 trở đi, sớm hơn rất nhiều so với những kẻ giết người bệnh hoạn khác như John Wayne Gacy, Zodiac Killer hay Ted Bundy. Chính vì vậy, những câu chuyện về Kane đã có ảnh hưởng lâu dài đến văn hóa đại chúng Mỹ. Ed Kane xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, phim ảnh và âm nhạc. Câu chuyện lần đầu được chú ý rộng rãi qua tiểu thuyết Psycho của Robert Bloch. Bên cạnh phim truyền thể Psycho của đạo diễn Alfred Hitchcock vào năm 1960, Ed Kane
còn được nhắc đến trong các bộ phim The Range năm 1974, In the Light of the Moon năm 2000, Ed Gein, The Butcher of Plainfield năm 2007. Tội ác bệnh hoạn của Gein đã trở thành nguyên liệu cho các nhà làm phim sáng tạo ra nhiều nhân vật phim kinh dị, bao gồm Norman Bates trong Psycho, Leatherface trong Thảm sát cơ máy tại Texas, Buffalo Bill trong Sự im lặng của bầy cừu, hay Dr. Oliver Threson trong series truyền hình American Horror Story Asylum. Năm 2022, Ed Gein cũng góp mặt trong một tập của bộ phim truyền hình Dahmer Quái Vật, câu chuyện về Jeffrey Dahmer do Netflix sản xuất. Ed Gein xuất hiện trong bộ phim như một nguồn cảm hứng sau này cho gã sát nhân bệnh hoạn ngang ngửa hắn, Jeffrey Dahmer. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hai gã sát nhân này không có chứng cứ xác thực. Có thể Ed Gein là một kẻ bệnh hoạn chỉ giết có hai người, ít hơn rất nhiều so với các huyền thoại sát nhân hàng loạt sau này như John Wayne Gacy, Ted Bundy hay Jeffrey Dahmer. Nhưng những ảnh hưởng mà hắn để lại vô cùng lớn. Ngoài đồn đoán về cảm hứng giết người cho Jeffrey Dahmer, Ed Gein cũng được cho là nguồn cảm hứng giết người của gã hề sát nhân John Wayne Gacy khi gã hề đã từng vẽ một bức chân dung của Ed Gein trong lúc ngồi tù chờ xử tử. Nhấn theo dõi kênh D1699 để xem các kỳ án và các tội ác nổi tiếng khác.